Thế giới đài vui mừng chào đón tất cả các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh để tiếp tục và liên tục chương trình chào bán sản phẩm. Thì hôm nay em đưa lên kênh một chiếc đài của hãng sáp. Con này là sáp mã sáp GS8. Nếu nói đến sáp GS8 thì em đã từng bán và giới thiệu trên kênh khá nhiều lần rồi. Những chiếc này là làm em mua theo đơn đặt hàng của bác khách hàng ở trên Yên Bái. Thì tất cả GS8 thì em đang có 2-3 chiếc, có cả màu đỏ, và giá của những chiếc này thì nó cũng không phải là rẻ đâu ạ. Thường thì bên em thì mua những chiếc là đa số là phải đẹp, hình thức đẹp xuất sắc đấy. Còn những chiếc xấu bên em gần như là rất ít mua. Đấy. Con này thì nó có một cái đặc tính rất là hay là cái cửa băng của nó có thể mở ra mở vào được. Đấy. Tí nữa em sẽ test cho các bác để các bác nghe, chất âm của nó rất hay. Mộc. Đấy. Và ngoài ra thì nó có một điểm mà khác biệt là so với các khác là đây nó có ngăn kéo. Để các bác có thể để băng ở dưới này. Đấy. Em kéo ngăn kéo cho các bác. Mình có thể để băng lên cho nó không ẩm mốc. Đấy. Đấy. Rất là tiện. Thì các bác nào quan tâm sản phẩm trên thì có thể liên hệ, em sẽ tư vấn cho các bác. Còn thời điểm này thì gần như là bên em đã dừng việc bán hàng và gửi hàng bằng bưu điện, chỉ gửi bằng xe khách, xe ghép hoặc là giao hàng tận nơi trong bán kính khoảng tầm 5 đến 70 km. Là bên em sẽ giao tận tay cho các bác. Sáp GS8 các bác nhé. Con này thì em đã giới thiệu rất nhiều lần trên kênh rồi. Hôm nay em đăng một video ngắn trước khi đóng gửi hàng cho bác ấy. Hình thức của độ mới thì em nghĩ là không có gì để chê. Bởi vì bên em thì đa số bán các sản phẩm nó đẹp. Hình thức đẹp là một. Thứ hai là sản phẩm chất lượng. Tiêu chí của bên em là không phải là ham rẻ, mà tiêu chí của bên em là đẹp, sản phẩm chất lượng. Còn phần khóa thì nó có cái khóa cài đấy các bạn này. Khi mình không dùng mình khóa ở đây để tránh trường hợp là người chơi không, những người lạ người ta không biết, người ta đến người ta bật cái tính năng này cái thì nó chạy đĩa, mà trong này nó không có đĩa thì nó sẽ bị cào vào cái miếng cao su, rất là dẫn đến là mất cái kim ở đây. Đó. Con này thì phần đĩa than là hoàn toàn auto tốt hết ạ. Từ da cần đến hết đĩa là đều tốt được hết. Đấy. Ở đây là chỉnh volume này. Đấy, có mấy chế độ chỉnh cân bằng loa rồi bass check. Nhưng mà thường thì em sẽ để ở chế độ giữa này. Đấy. Còn đây là phím bật nguồn các bác này. Bật nguồn để chơi này. Phím này là ra cửa băng này này. Khi mà vào thì cũng phải ấn cửa băng này vào. Đấy. Còn đây là nút thu băng, nút play, thu đi, thu lại, stop. Đây là stop này, đây tạm dừng. Đấy. Băng thì loa thì mạ miếc là sáng choang. Soi gương được luôn các bác nhé. Đấy, đồ với em bên em là cứ phải đẹp, ưu tiên số 1 là đẹp. Đấy. Giá cả thì có thể là mắc hơn một chút, nhưng mình mua những cái đồ này thứ nhất là nó phải đẹp. Đấy. Còn là chủ yếu bây giờ là nghe bay, nghe cũng được vào là yếu tố thứ nhất là nghe, thứ hai là bay. Bởi vì bây giờ thì nghe thì các bác có trong phòng của các bác thì còn nhiều khi có cả những bộ dàn cả tiền vài chục triệu đến vài trăm triệu cũng có, nhưng mà những cái sản phẩm này thì nó bay rồi là nghe thì cũng có những cái nó độc đáo. Vì thế nên là những sản phẩm này rất nhiều bác đang sưu tầm mua bày. Có nhiều bác vào cái kênh của em bình luận là đồ này ai chơi, nghe đồ này không bán cho ai, cái đấy không quan trọng. Em có trả lời lại là thứ nhất là các bác không hiểu về sản phẩm thì các bác không nên bình luận, hoặc là tốt nhất các bác không quan tâm thì các bác có thể là bỏ đăng ký cũng không sao. Vâng, em sẽ chuyển sang lần lượt tính năng, test tính năng của nó nhá. Và giá công khai sản phẩm trên có mức giá là 17.500.000 đồng chưa bao gồm phí ship. 17.500.000 đồng chưa bao gồm phí ship. Rồi, em sẽ chuyển sang tính năng test cassette và đi than cho các bác. Có nhiều bác thì cũng bảo là tại sao chú test đài nó hay thế mà tôi test nó lại không hay. Thì thực ra với các bác là nó cũng hay hay không hay nó tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người. Có thời điểm này nghe bài hát này hay, nhưng có thời điểm khác thì nghe bài hát khác lại không hay. Vì thế nên là các bác lưu ý, một là băng, các bác chọn là băng tương đối tốt một tí. Thứ hai là chất lượng thu cũng phải tốt thì mới cho ra một cuốn băng hay được. Các bác cứ mua những băng rẻ tiền là một, cái thứ hai là thu thì thu ở trên cái đài hoặc cái đầu đích nó không đồ ở đâu, thì thứ nhất là chất âm nó sẽ không hay. Đấy. Có một số bác thì mua hàng rồi về gửi đài rồi thì bảo là lúc đầu tôi nghe hay, sau tôi không thấy nó hay. Thì thực ra nó thấy rất là khó. Mỗi một sản phẩm thì nó có đặc thù riêng và từng sản phẩm thì nó sẽ cho ra chất âm riêng. Nghe chiếc đài QT88 thì nó sẽ hay ở đủ thể loại nhạc. Nghe chiếc cassette của F700 thì nó cũng nặng người giải chung thì nó sẽ bay. Mỗi một chiếc đài nó cũng sẽ có những cái chất âm khác nhau, và ngay cả cái băng thế,
băng các bác chọn thể loại băng khác nhau nó cũng cho ra chất âm khác nhau. Ví dụ như cuốn băng này của em thì nó là băng tiếp 4. Đây ạ. Cuốn băng này em mua nó gần 5 triệu các bạn. Vì thế đương nhiên là băng đã hay thì băng đã tốt thì chất lượng thu tốt thì nó sẽ phải hay. Đấy. Và sau đây sẽ mời các bác cùng thử băng nhé. Trôi thật mau, sương gió bao dặm trường, ta được dây hay mất. Một hạnh phúc gian đơn, tương trưng trong tầm với, mà sao bao trái ngang. Mở lòng quên hận đau, trôi hết bao bụi trần, xa dần hơn ân oán. Đời là con tạm thôi, để lòng thanh thản nhé, dẫu nụ cười trên môi. Rồi xuân lại qua, kiếp ngồi như hoa cỏ, nở rồi tàn, tan chảy giữa trời mây. Con tính hơn thua sẽ nghèo úa tâm hồn, hay yêu thương người san sẻ chuyện buồn vui. Chờ tình yêu vào tim, thương quý nhau thật lòng, trao thuần hòa nhân ai. Một ngày lá vàng rơi, con người thương mến quên muộn phiền dương gian. Lòng quên hận đau, trôi hết bao bụi trần, xa dần hơn ân oán. Đời là con tạm thôi, để lòng thanh thản nhé, dẫu nụ cười trên môi. Rồi xuân lại qua, kiếp ngồi như hoa cỏ, nở rồi tàn, tan chảy giữa trời mây. Con tính hơn thua sẽ nghèo úa tâm hồn, hay yêu thương người san sẻ chuyện buồn vui. Chờ tình yêu vào tim, thương quý nhau thật lòng, trao thuần hòa nhân. Ngày lá vàng rơi, ta con người thương mến quên muộn phiền dương gian. Một ngày lá vàng rơi, ta con người thương mến quên muộn phiền. Đặc thù của cái con này thì là các bác kể cả là đang nghe bình thường các bác cũng có thể đẩy ra bình thường được. Đây ạ. Đấy, nó hay ở chỗ đấy. Em phải cho nhỏ volume để thao tác cho các bác. Đấy, là cho ra cho vào này. Ấn nút xanh này là tự động nó đẩy ra này. Đấy, nó có cái cáp ở đây. Vì thế nên là
khi cho vào mình ấn nút xanh này cho vào. Đấy. Rất là hay. Rồi, và bây giờ là phần đĩa than. Đĩa than thì các bác chọn đĩa than ở đây. Đấy. Đây có đĩa than này, băng này, FM này, AM này, đấy. Và mình chọn là tính năng băng ở đây. Đĩa than đây. Đấy, đĩa than thì mình con này nó auto top hết. Cỡ đĩa thì nó có 4 cỡ. Đấy, và sẽ auto top. Play này. À xin lỗi, đang chưa mở khóa cần. Đây, phải mở khóa cần này ra. Đấy, là nó sẽ tự động top. Đấy, bây giờ mình muốn nghe là to volume thôi. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mơ. Tôi xin dáng phong tay mờ sâu và đông người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bền nèo mô mà đài xin kết thúc phần test và giới thiệu chiếc đài của hãng Sharp GS8 tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên ghé kênh xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.